MGHS là mẫu SUV cỡ C đã từng lặng lẽ biến mất khỏi thị trường Việt Nam từ hồi tháng 9 năm ngoái. Vào thời điểm đó, hãng giải thích nguyên nhân ngừng bán là do mẫu SUV cỡ C này đã tạm hết hàng. Đồng thời, MG Việt Nam cũng cho biết, khách hàng muốn mua mẫu xe này thì phải chờ phiên bản mới ra mắt vào năm 2023. Có vẻ như ngày MGHS quay trở lại thị trường Việt Nam không còn xa. Theo một số nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, mẫu SUV cỡ C này dự kiến sẽ về Việt Nam dưới dạng xe nhập Thái Lan vào khoảng tháng 6 năm nay, MG HS 2023 sắp bán tại Việt Nam, nhiều khả năng chính là phiên bản mới đã ra mắt tại Thái Lan vào hồi tháng 3 năm ngoái. Ở phiên bản mới, mẫu SUV cỡ nhỏ này thay đổi khá nhiều, từ thiết kế cho đến trang bị. HS 2023 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu MG, tương tự người anh em MG5. Nhờ đó, xe trông thể thao hơn nhờ lưới tản nhiệt cỡ lớn sơn màu đen bóng với các nan nằm dọc uốn lượn mềm mại, đèn pha LED sắc sảo hơn, tự động điều chỉnh luồng sáng cao thấp và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày mới. Thêm vào đó là đèn sương mù nằm dọc ở hai góc đầu xe, cản trước mới, hốc gió, trung tâm hình thăng rộng, đi kèm nẹp trang trí màu bạc và nắp capo dốc xuống dưới. Chưa hết, MG HS 2023 còn được bổ sung vành la răng mới, với đường kính 17 in hoặc 18 in, tùy phiên bản đèn hậu LED nằm ngang, cản sau cải tiến, hai đầu ống xả giả hình thang ngược, mạ chrome, bộ khoách tán gió và cảm biến đá cốp. Tương tự ngoại thất, nội thất của mẫu SUV cỡ C này cũng được thổi làn gió mới với ghế thể thao bọc da nhân tạo, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng, ghế sau gập 60-40, vô lăng 3 chấu vát đáy và cần số theo phong cách máy bay chiến đấu. Trước mặt người lái là đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 7 in hoặc 12 in tùy theo phiên bản hệ thống định vị với công nghệ thực tế ảo và màn hình cảm ứng trung tâm 10 in. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập có lọc bụi mịn PM gương chiếu hậu chống, trói, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, hệ thống đèn viền nội thất, nút bấm khởi động máy, tính năng DJ tổ kỳ cho phép dùng điện thoại thông minh thay cho khóa xe và hệ thống âm thanh 6 loa. Không chỉ tiện nghi, mẫu xe này còn có gói công nghệ an toàn dạng khủng, bao gồm 26 tính năng khác nhau như hệ thống phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm khi mở cửa, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo trên ngăn trạch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp, ngăn va chạm phía trước, đèn pha thông minh và phanh khẩn cấp tự động. Tại thị trường Thái Lan, MG HS 2023 có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít, tạo ra công suất tối đa 162 mã lực và mô men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Thứ hai là hệ chuyển động plug-in hybrid, bao gồm máy xăng tăng áp 1.5 lít như trên và mô tơ điện, có công suất tối đa 122 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 230 nm. Tổng cộng, NG học sinh VHEV 2023 sở hữu công suất 284 mã lực và mô men xoắn cực đại 480 Nm. Xe còn có hộp số tự động 10 cấp và cụm pin lithium-ion 16 kW. Nhờ đó, MG Học sinh phép 2022 có thể chạy được 67 km mà không cần dùng động cơ xăng. Khi về Việt Nam, MG HS 2023 có thể sẽ bị cắt bớt trang bị so với xe ở Thái Lan để đảm bảo giá bán cạnh tranh. Nhiều khả năng mẫu SUV cỡ C này tại Việt Nam sẽ chỉ có động cơ xăng 1.5. Hiện giá bán của MG HS 2023 tại Việt Nam chưa được hé lộ. Trong khi đó, tại Thái Lan, xe có giá từ 644 đến 946 triệu.